Cái gì đây, lấy cái đầu cây bút bi để nhẹ vô cái hộp sữa là có thể phun ra nước mật như vậy rồi sao? Ok, cùng tôi làm thử nha. Mình sẽ lấy cái viết này của Phong để thí nghiệm nha. Đỡ đỡ của người ta trời. Để mình tháo mấy cái mồi này ra mọi người ơi. Hình như hy vọng là còn... Ui, còn mực nè. Wow, còn một khúc luôn. Làm thí nghiệm thôi. Mày biết là xài mua phá gì vậy? Mượn xíu. Phải bị sữa này đúng không? Đúng rồi đó, nó đó, đem lại đây. Đây nè mọi người, cái này nè, mình nghĩ là chắc nó có khí hay sao. Mọi người, bây giờ mình sẽ thử làm nha. Khí gì trời. Ok, bây giờ anh thử thí nghiệm đây được không? Đây hả? Xin vô xíu. Ừ, ở đó, ừ đúng rồi. Lên không? Ui, lên thiệt cả. Thành công. Ê, thành công rồi đó. Dính tay tôi tùm lum mày nè. Rồi xong luôn. Lấy khăn vô đây. Nè khăn nè. Thành công nha.